Bộ Giao thông Vận tải có văn bản quyết định khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 7 tháng 9. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục hàng không Việt Nam, hàng hải Việt Nam, đường sắt Việt Nam, đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách, ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện đường thủy đi đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường. Đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi đến thành phố đà nẵng